Xin chào các bạn, mình là nhân viên bên công ty camera Việt Mỹ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài một loại camera, đó là camera IP 360 độ, nó mang thương hiệu Nhật iOne. Loại camera này là loại camera Wi-Fi 2.0, nó có rất nhiều loại chức năng và có quá trình setup của nó rất là đơn giản. Mình cũng có thể, nói chung là mình không có thiên về kỹ thuật, mình cũng không có biết nhiều về kỹ thuật, nhưng mà mình cũng có thể cài đặt được. Nó có nhiều chức năng như là phát hiện chuyển động, đi theo chuyển động, đi theo khuôn mặt, rồi đàm thoại hai chiều. Nó có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Nó đặc biệt là nó có thể ghi âm cả giọng nói, giống như khi có phát hiện mà khuôn mặt và người bầu thì nó có thể nói xin chào, hay là các đoạn ghi âm mà các bạn ghi âm rồi nó sẽ phát ra, giống như ở trong cửa hàng thì giống như xin chào với khách hàng này kia. Nó được sử dụng trên app, được cài đặt trên app là B6S Lite. Khi các bạn sử dụng điện thoại như mình thì mình đang được sử dụng điện thoại là Android, thì mình sẽ vô CH Lite, mình bấm B6S Lite thì nó sẽ ra một ứng dụng như vậy. Nhưng mình là mình đã tải sẵn về máy rồi, thì nếu mà các bạn nào mà chưa tải thì mình cứ bấm tải về rồi mở nó ra. Thì đây là giao diện của nó. Các bạn có thể tạo tài khoản bằng cách nhập email, đăng ký rồi chọn khu vực, giống như chọn khu vực là châu Á thì bấm tìm của mình Việt Nam, rồi nhập email, rồi nó sẽ nhận mã xác thực về email, rồi bạn cứ nhập mật khẩu và đăng ký là được. Còn như mình á thì mình sẽ không sử dụng bằng cách đăng nhập, thì nó hơi phức tạp một xíu, thì mình sẽ sử dụng bằng cách là đăng nhập cục bộ. Nó có một cái hình vui nhờ ở dưới phía dưới của cái giao diện ứng dụng, các bạn đi nhập thôi, thì nó sẽ là giao diện của nó như thế này. Là bạn có thể thêm được ép camera thêm vào. Mình giới thiệu sơ về camera như này, đây là sách hướng dẫn của nó, các bạn có thể sẽ nhìn vào trong này, có thể cài đặt theo cũng được. Nó rất là khá là đơn giản. Đây là con camera iOne IP 360. Cấu tạo của nó rất là đẹp, nhỏ, có tiện lợi, có thể để đâu cũng được. Mình sẽ cho nó tắm. À, đây nó có một cái chân đế, các bạn có thể cài lên để đâu. Đây là nguồn của nó. Nó sử dụng nguồn giống như là nguồn điện thoại Samsung, Android rồi ngày xưa. Rồi các bạn chờ 3 giây cho nó nhận. System start up completed. Then use AC host to connect. Bây giờ nó đã sẵn sàng kết nối rồi. Là cuối cùng là camera IP của mình nó đã khởi động xong rồi, nó đã tự động quay. Trước khi các bạn khởi động nó thì các bạn có thể bỏ thẻ nhớ vô, nó có một cái khe để thẻ nhớ vô đây. Trước khi mình cắm điện, mình cắm điện rồi mình bỏ thẻ nhớ vô thì chừng nó sẽ không nhận thẻ nhớ, mà nhiều khi là thẻ nhớ nó bị lỗi nữa. Xong kế cái khe thẻ nhớ là nó sẽ có một cái nút reset, mình nhắn giữ khoảng tầm 10 giây. Đó là dừng tâm, đã reset. Sau đây rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài con camera IP 360 độ này, rất là đơn giản luôn.
Mình sẽ mở cái ứng dụng là B6S Line vào cục bộ. Bây giờ là mình không có một cái trang thiết bị nào khác, mình sẽ bấm vô dấu cộng này. Quét mã QR, sau con cam nó sẽ có một cái mã QR, mình sẽ quét cái mã nó. QR của nó, sau con cam nó sẽ có một cái mã QR, mình sẽ quét cái mã của nó. Sẽ bấm vào cái dấu cộng ở đây. Mình sẽ bắt đầu quét mã QR của con cam, sau con cam thì nó sẽ có một cái mã QR. Mình cầm lên và quét cái mã nó. Cái con cam này á thì bạn sẽ thấy là thiết bị của tên của nó là 614890. Tên người dùng, mật khẩu con cam này là mặc định của nó là sẽ không có mật khẩu thì bạn sẽ bấm lưu. Hiện tại bây giờ thì nó đã có ở trong ứng dụng rồi nhưng mà nó lại đề là không kết nối. Bạn vào điện thoại của mình, vào wifi. Một con cam á thì nó sẽ có một cái bộ phát wifi khác của nó. Giống như con này là nãy mình đọc cho các bạn là 614890. Đây là wifi của con cam phát ra. Mình bấm kết nối với nó. Mật khẩu của cái wifi của nó là mặc định của nó là từ 0 tới 7 là 0123456 7, nhưng nó đã kết nối thì bây giờ bắt đầu là nó đã online, đã kết nối bằng ứng dụng thì nó đã kết nối. Và bây giờ mình có thể chỉnh, giờ nó quay 360. Như vậy thì đây là mình đang xem chế độ online là theo trên wifi của con cam. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là set up lại wifi tại nhà của mình. Thì bạn thoát ra, bạn thấy có chữ cài đặt ở dưới cái góc bên này. Bấm xuống cài đặt. Mình thấy có chữ kéo xuống mà thấy có chữ cài đặt wifi thì nó chọn bấm vô đây. Thì giống như là ở mình đây là mình sẽ kết nối wifi là camera vietmy.com là tại công ty của mình thì chân xác nhận nên thì bằng nó sẽ thông báo là chờ thiết bị kết nối với wifi đó, là khi đó là con cam nó đã kết nối với wifi của mình. Four-way connection successful. Để làm mới trạng thái thành công. Như thế này là mình đã kết nối với. Đây là hiện tại là nhiều nó đã kết nối với wifi tại công ty của mình. Các bạn nhìn thấy. Wi-Fi mình đang sử dụng là camera vietmy.com chứ không còn là sử dụng wifi của con cam nữa. Thì như lúc như thế này thì các bạn đi ra ngoài bạn sẽ xem bằng 3G hay là xem bất cứ bằng wifi nào cũng có thể xem được nó. Đó, con cam này nó có một cái chế độ là đi theo chuyển động khuôn mặt thì mình có thể tắt chế độ đó đi được. Nhớ của nó mình đã bỏ cái một cái thẻ nhớ 16GB dung lượng của nó còn trống, nó đang để trạng thái là viết và đã là thẻ nhớ đó là xài ok. Thời gian của nó cũng tự nhận diện theo đồng bộ theo và bây giờ là 15 giờ, đây nó đang chạy sai một giờ. Mình chọn theo múi giờ là bên góc Hà Nội thì mình lưu sửa đổi thành công. Thì lúc này giờ của nó sẽ là 15:32, đúng y như điện thoại của mình là 15:32. Thứ năm ngày 20 tháng 2 2020.
theo dụng bạn sẽ kéo lên bạn thấy chữ theo dõi hình dạng người thì bạn có thể tag nó đi. Tag hình dạng người, tag theo dõi hình dạng người, tag lưu thì lúc này nó sẽ làm một con cam bình thường, nó sẽ không còn theo dõi diễn động của khuôn mặt của mình nữa, mà mình sẽ chuyển muốn xoay chỉnh cho nó xoay thì mình cách mình xoay vào màn hình để nó sẽ thay thế. Mình có thể test thử giọng nói cho nó. Camera này là dòng này là dòng rất là tốt luôn, hình ảnh của nó đã đảm bảo là khi các bạn sử dụng là 2 năm là nó không hề bị xuống màu nha. Hình con này là đây là hình ảnh của con cam thực tế của con cam mình đang cài điện hướng dẫn cài đặt cho các bạn. Hình ảnh của nó rất là đẹp luôn, đảm bảo là sử dụng 2 năm là không hề xuống màu vì nó là sử dụng công nghệ Nhật và sử dụng chip Sony Nhật. Và thì cái cài đặt của nó thì rất là dễ nữa. Cảm ơn, bây giờ là mình sẽ cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Mình sẽ cập nhật và hướng dẫn các bạn cài thêm nhiều loại camera IP Wi-Fi như thế này nữa để các bạn có thể mua về tự cài, bắt nó là khá là rất là đơn giản.
Cảm ơn các bạn nhiều. Xong rồi.